Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 6 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra thực địa tiến độ thi công các công trình dự án giao thông. Gặp mặt các cơ quan báo chí truyền thông tỉnh nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Yên Mỹ đẩy nhanh tiến độ các dự án từ sự đồng thuận của nhân dân. Giai đoạn ôn tập nước rút cho học sinh khối 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại một số công trình dự án đầu tư công trên địa bàn các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi và Kim Động. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đoàn đến kiểm tra thực địa tiến độ công tác giải phóng mặt bằng cũng như các phần việc khai thác của dự án đường Tân Phúc Võng Phan giao DT378. Phạm vi của dự án gồm trên địa bàn các xã của huyện Ân Thi, huyện Phù Cừ, huyện Tiên Lữ. Dự án này đến nay đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư hơn 153 ha trên 175 ha, đạt trên 87%, tương ứng với tổng chiều dài tiếp nhận là 24,5 km trên 29,2 km. Nhà thầu đã triển khai thi công san nền và các công trình kỹ thuật phụ trợ đạt trên 10% khối lượng. Về dự án xây dựng đường trục ngang kết nối với quốc lộ 39, km 22 cộng 550 với đường tỉnh 376. Tại dự án này, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành 6,4 km trên 6,6 km thuộc địa phận huyện Kim Động và huyện Ân Thi. Trên tuyến này, phần nền mặt đường đạt trên 80%, nền mặt đường hoàn thành 6,6 km, đắp cát, cấp phối đá răm, thảm đạt 5,4 km, đạt 80% kế hoạch. Hiện đơn vị đang tập trung thi công hệ thống thoát nước và đang thi công phần mặt cầu qua kênh Quảng Lãng, cầu Điện Biên. Đối với dự án xây dựng đường tỉnh DT376B, đoạn kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 386C đi qua địa bàn huyện Ân Thi và huyện Kim Động, dự án có chiều dài 2,04 km, đơn vị thi công đã nhận trên 1,2 km mặt bằng, đã triển khai giải phóng mặt bằng tại khu xã Chính Nghĩa, Nhân La. Phần còn cần giải phóng mặt bằng, huyện Ân Thi đang triển khai trả tiền đất nông nghiệp để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đơn vị đã nhận 4,9 km trên 5,9 km và đang tiến hành thi công san nền đường. Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh DT382B, đoạn từ km 14 cộng 420 đến km 26 cộng 730 thuộc nhánh trái và nhánh phải. Công tác giải phóng mặt bằng tuyến này còn chậm. Các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 3,5 km, 17,9 km đạt 19%. Hai huyện Yên Mỹ và Ân Thi cũng đang đẩy mạnh việc triển khai kiểm kê, phương án đền bù và giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Những khó khăn vướng mắc xây dựng cầu Tam Đô, cầu Cửu An, cầu Đoàn Đào, huyện Ân Thi, Phù Cừ và Tiên Lữ cần sớm ưu tiên giải phóng mặt bằng làm cầu. Tại các nơi đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự chủ động tích cực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Đến nay, khối lượng công việc trên công trường đạt kết quả tích cực. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của các dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, linh hoạt trong huy động nguồn vốn để chi trả và hỗ trợ tiền cho các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải giải tỏa. Quá trình thực hiện cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông, xây dựng lịch trình, kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công, phấn đấu hoàn thành sớm các dự án để đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy lợi ích thiết thực khi địa phương tiếp nhận các dự án vào địa bàn, đông đảo các hộ dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Cũng như hàng trăm hộ dân có đất nằm trong các dự án, gia đình chị Hiếu, thôn Đông Phòng, xã Ngọc Long có trên 540 m2 đất ở. Năm 2023, gia đình có kế hoạch xây dựng nhà, nhưng khi biết diện tích đất của gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng
phục vụ dự án mở rộng đường DH34. Gia đình chị đã dừng mọi kế hoạch, đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án. Khi được chính quyền địa phương đến nhà tuyên truyền, gia đình tôi cũng hiểu và đồng thuận bàn giao đất. Ban giải phóng mặt bằng cũng đến kiểm kê và đo đạc đất nhà tôi rồi. Tôi cũng mong muốn là huyện đẩy nhanh tiến độ giúp gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau khi được tuyên truyền về chủ trương thu hồi đất phục vụ dự án đường vành đai 4, 180 hộ gia đình xã Đồng Than có đất nằm trong dự án, trong đó có trên 30 hộ có đất ở đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và hiện tại dự án đang được triển khai theo đúng tiến độ. Chủ trương của nhà nước mở rộng vành đai 4 cho người dân đi lại. Vợ chồng con cái nhà tôi cũng đồng thuận di rời ra đúng đất mới. Huyện Yên Mỹ giải phóng mặt bằng được trên 50 dự án và hiện đang triển khai giải phóng mặt bằng 39 dự án, tương ứng với gần 340 ha của trên 5.500 hộ. Đến thời điểm hiện tại đã giải phóng mặt bằng được gần 120 ha. Số hộ đã nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 1.400 hộ. Huyện chỉ đạo ban giải phóng mặt bằng các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và áp dụng linh hoạt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh huyện. Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, chiều qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác báo chí quý 3 và gặp mặt đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh quý 2 năm 2024, định hướng công tác tuyên truyền quý 3 năm 2024 và phổ biến quán triệt một số văn bản của Trung ương của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, người làm báo của cơ quan đơn vị. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang và trưởng thành của báo chí tỉnh Hưng Yên từ năm 1943 đến nay. Hiện trên địa bàn tỉnh có 158 người công tác trên lĩnh vực báo chí, trong đó có 90 nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ, có 3 cơ quan báo chí tỉnh, 2 cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Hưng Yên. Đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh đã và đang là lực lượng tiên phong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, động viên cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện biểu dương các điển hình tiên tiến, nhất là điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ phóng viên cũng là một trong những lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội, phản bác các luận điệu sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, môi trường xã hội lành mạnh hơn. Những năm gần đây, báo chí tỉnh đã có một số tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi do Trung ương tổ chức. Trong năm 2023, tỉnh có một giải khuyến khích báo chí quốc gia, một giải khuyến khích cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng, 3 giải khuyến khích liên hoan truyền hình toàn quốc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận ghi nhận biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà đội ngũ người làm báo trong toàn tỉnh đã đạt được trong những năm qua, nhất là những hội viên nhà báo đã được vinh danh tại các cuộc thi lớn. Đồng chí đề nghị các nhà báo của tỉnh Hưng Yên cần bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy và các cấp ủy, bám sát tình hình địa phương cơ sở để góp phần nắm bắt phản ánh tình hình, đồng thời tập trung và một số nhiệm vụ trọng tâm như phản ánh kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương đơn vị trong tỉnh. Phát hiện những điểm sáng, những mô hình hay, điển hình tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để biểu dương, nhân rộng, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc của cơ sở, của doanh nghiệp, của nhân dân trong sản xuất kinh doanh, phát hiện những vấn đề, những nơi có thể phát sinh thành điểm gợi cộm, điểm nóng để kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết. Tăng cường chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, xuyên tạc tình hình của đất nước và của tỉnh, chủ động tích cực trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái thù địch, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước và của tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày 14 tháng 6, Báo Hưng Yên tổ chức gặp mặt các cộng tác viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2024. Xác định đội ngũ cộng tác viên là lực lượng quan trọng trong sáng tạo tác phẩm, xuất bản các ấn phẩm báo chí, góp phần đắc lực vào sự phát triển của Báo Hưng Yên. Ban biên tập Báo Hưng Yên luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố phát triển đội ngũ cộng tác viên, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên gửi tin bài cộng tác. 6 tháng đầu năm 2024, Báo Hưng Yên đã nhận được hàng trăm tác phẩm của cộng tác viên ở các thể loại, tin bài phản ánh, tranh ảnh, truyện ngắn, thơ, tản văn, câu đối. Cùng với đó, Báo Hưng Yên đã nhận được nhiều đơn thư ý kiến phản ánh của bạn đọc. Ban biên tập đã cử phóng viên tìm hiểu, xác minh, viết bài phản ánh hoặc chuyển đơn thư đến các cơ quan đơn vị chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Có nhiều cộng tác viên rất tích cực, năng động đã giúp báo có thêm tư liệu, những thông tin mới. Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Hội thao có sự tham gia của các vận động viên là các nhà báo, hội viên, cán bộ phóng viên, biên tập viên, viên chức đến từ Hội Nhà báo tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. Các vận động viên tham gia tranh tài ở hai môn thi đấu gồm bóng bàn và kéo co. Đây là một trong những hoạt động thường niên do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi vui khỏe, bổ ích cho đội ngũ những người làm báo, đồng thời góp phần gắn kết mối quan hệ, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các cơ quan và đội ngũ những người làm báo, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương, các địa phương trên địa bàn huyện Phù Cừ đã đầu tư khoảng gần 50 tỷ đồng để xây mới hoặc cải tạo các trạm y tế. Trong đó, xây mới các trạm y tế tại những xã Minh Tiến, Tiên Tiến, Nguyên Hòa, trung bình mỗi trạm y tế được đầu tư trị giá khoảng 9 tỷ đồng. Nâng cấp cải tạo các trạm y tế tại xã Đoàn Đào, Minh Tân, Tống Chân, Quang Hưng với giá trị 5 tỷ đồng. Trong đó, các trạm y tế Đoàn Đào, Minh Tân, Tống Chân được tỉnh hỗ trợ vốn gần 20 tỷ đồng theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được chính phủ ban hành, còn lại từ nguồn vốn đấu giá đất giãn dân của từng xã và ngân sách phân bổ của huyện. Các trạm y tế mới đi vào hoạt động đã được đầu tư các trang thiết bị cơ bản như bộ huyết áp, giường bệnh, bàn khám bệnh, bàn tiểu phẫu, tủ đựng thuốc, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương. Thời gian tới, huyện chỉ đạo các xã tích cực đấu giá đất, tạo nguồn để cải tạo trạm y tế xã Tống Phan, xã Đỉnh Cao. Còn khoảng 2 tuần nữa, gần 16.400 thí sinh trên toàn tỉnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện tại đang là giai đoạn ôn tập nước rút giúp các em hoàn thiện hành trang kiến thức. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, 193 học sinh đăng ký dự thi. Tất cả các học sinh đều lựa chọn tổ hợp môn khoa học xã hội, phần lớn xác định mục đích dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập. Trong giai đoạn nước rút hiện nay, thay vì dạy kiến thức mới, kiến thức nâng cao, các giáo viên tập trung rèn kỹ năng làm đề thi, trong đó chú trọng những câu học ở mức độ nhận biết thông hiểu. Hệ thống hóa lại kiến thức cho học sinh, dạy học sinh chủ yếu là cái phương pháp kỹ năng tiếp cận đề và cái kỹ năng giải quyết vấn đề là chính, tránh trường hợp học tủ, học lệch, hướng tới học sinh có là cái sự chủ động, sáng tạo. Học sinh có những sự lựa chọn tổ hợp môn thi, mục đích đăng ký dự thi khác nhau và học lực khác nhau. Ngay sau khi kết thúc năm học, nhà trường đã phân chia lớp ôn tập theo từng đối tượng học sinh và có kế hoạch ôn tập riêng. Sau mỗi lần thi thử hoặc các bài kiểm tra, các tổ bộ môn sẽ điều chỉnh kế hoạch ôn tập sao cho phù hợp. Công tác ôn tập cơ bản kết thúc trước ngày 20 tháng 6, sau đó học sinh sẽ tự ôn tại nhà với sự định hướng của giáo viên. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã cho các lớp, các em học sinh đăng ký cái tổ hợp
các em ấy sẽ tham gia ôn tập đến cái giai đoạn gần cuối năm học ấy. Chúng tôi lại tiếp tục cho các em đăng ký lại một lần nữa, từ đó chúng tôi mới chốt kế hoạch ôn tập. Tôi cũng phân bổ cái tiết dạy của các môn học làm sao cho nó phù hợp. Hai tuần trước khi diễn ra kỳ thi là thời gian vàng để học sinh hệ thống tổng hợp lại kiến thức, nhưng cũng là giai đoạn dễ căng thẳng, áp lực tâm lý. Do đó, cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, đồng thời chính bản thân các em cũng cần thực hiện các biện pháp giảm tải áp lực. Các câu mà vận dụng cao thì em sẽ học theo chuyên đề sâu để có thể nắm chắc được phần đó. Gia đình, bạn bè và thầy cô luôn bên cạnh sát cánh, động viên cổ vũ em. Nên là em cảm thấy là mình cũng có sự vững vàng hơn cho kỳ thi sắp tới ạ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Trong đó, ngày 26 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27 và 28 tháng 6, các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày 29 tháng 6 sẽ là ngày thi dự phòng. Nhằm chấn chỉnh văn hóa giao thông, lực lượng chức năng của thành phố Hưng Yên đã ra quân xử lý quyết liệt tình trạng ô tô xe máy dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường, các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Để xử lý tình trạng trên, thời gian qua, đội cảnh sát giao thông công an thành phố phối hợp với công an các phường xã tổ chức ra quân xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định trên một số trục đường chính, tập trung nhiều quán ăn sáng như đường Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Điện Biên 1, Điện Biên 2, Điện Biên 3. Lực lượng chức năng của thành phố đã tuyên truyền nhắc nhở trên 1.000 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 157 triệu đồng. Việc đỗ xe không đúng nơi quy định đã gây cản trở cho những người tham gia lưu thông khác và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.